Xin chào quý vị các bạn. Bây giờ tôi đang truyền tín hiệu giữa phần mềm giữa máy tính điện thoại nhá. Chúng ta dùng cái phần mềm Metroid này nhá. Metroid đây này. Đấy, và chúng ta gặm vào cái dây sạc của cái từ cục sạc sang nhá, gặm sang máy tính nhá. Thì bên mà điện thoại chúng ta cũng cài một cái phần mềm Metroid, tức là phần mềm tiếp nhận điện thoại á, tức là quản lý cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ xem một xíu là có được nó phần mềm là nó ghi cái gì, trợ lý trình chiếu màn hình, tức là trợ lý trình chiếu màn hình. Nó cũng giống như nó cũng giống như ở cái Metroid này, trong các phần mềm nó báo như vậy, nhưng mà cũng là cái Metroid nhá. Hai bên chúng ta cài đúng Metroid nhá. Nếu các bạn không ấy, chúng ta cài bên điện thoại xong rồi là chúng ta cầm vào máy tính và chúng ta bật cái của Metroid ở bên cái điện thoại á, thì nó cũng bắt đầu nó bên cái máy tính này nó đòi hỏi phải cài cái phần mềm Metroid này, thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta cái phần mềm Metroid này và chúng ta cài đặt được nhá. Đấy, thì sau khi cài đặt xong thì chúng ta gặm dây vào thì nó hiện lên một cái như thế này, USB com này và wifi com này. Đấy, thì nó bắt đầu nó lên. Bây giờ chúng ta thể một xíu này, chúng ta thể đợi một xíu là nó thể lên nhá. Đấy cái điện thoại đấy, bây giờ nó đang hiện cái điện thoại ở bên giữa màn hình rồi. Thì đây là điện thoại đang thu nhỏ đấy, nó không bảo ấy có tiếp nhận không thì mình bảo tiếp nhận đấy. Và chúng ta thể bấm tắt đi, tắt cái màn sáng này đấy, tắt đi thì chúng ta trở lại được như bình thường đấy. Đấy, nhưng đấy cái phần của Metroid là trợ lý màn hình đấy. Chúng ta có thể di chuyển ở đâu cũng được, và bây giờ chúng ta nó có cái hàng ở bên kia, bên mọi thứ hoạt động của điện thoại là nó thấy chúng ta di chuyển trên điện thoại thì ở trên nó di chuyển như vậy đấy, các bạn thấy không, di chuyển đấy, thì mọi hoạt động của điện thoại bây giờ nó tương đương vào trên máy tính, tức là làm một cái gì đây điện thoại thì ở trên máy tính nó sẽ hiện như vậy. Chúng ta muốn mở bung ra hết toàn bộ thì chúng ta bấm vào hình vuông này đấy, hình vuông xanh xanh này mình bật vào đấy là nó sẽ lên đấy, nó lên hết màn hình, tức là nó sẽ dừng cái điện thoại lại. Nếu chúng ta đánh game chẳng hạn, chúng ta lật ngang cái màn hình thì nó phải vuông lên nhé, nó vuông lên đấy. Nó vuông lên nhé. Bây giờ chúng ta thể bật cái đấy, chúng ta thể điều chỉnh và mở các cái tín hiệu, đấy, chúng ta mở sang TikTok nhé, thì TikTok nó thể hiện lên TikTok nhé. Nói chung mọi hoạt động ở trên cái hoạt động ở trên màn hình trên điện thoại nó sẽ hiện lên trên màn hình. Đấy, đây là kênh của tôi, Hà Thanh 9955 nhé. Đấy thì nó sẽ hiện lên toàn bộ tôi đang làm cái video về chuyến bay của từ Mỹ sang Pháp đấy. Nói chung là quay lại cái hoạt động của cái trên điện thoại đấy. Mọi thứ hoạt động của điện thoại bây giờ là ăn vào máy tính, gần như gọi là truyền ấy nhá, truyền mọi thứ lên trên. Đi đâu? Đấy. Cậu chị đi nào rồi? Đi đâu? Đấy, chúng ta có thể tắt, đi bên học. Đấy, chúng ta đi tiến hành bấm ấy. Mọi thứ hoạt động bình thường. Đấy, vừa này nó giới thiệu có bao đường nước hay nhỉ, điện thoại có thể lấy nước được nhỉ. Đấy, mọi thứ ấm chúng ta lại mở ra mở vào bình thường nhá, hoạt động nó bình thường đấy. Có thể mở và tắt bình thường, tắt thì chúng ta bấm vào dấu nhân ở bên trên nhé. Đấy, chúng ta bấm vào dấu này thì chúng ta sẽ tắt màn hình, tắt luôn màn hình và chúng ta rút thích là xong. Thôi, cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé, nút like, subscribe, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tắt nhé.
Rồi, mọi thứ ở đây cái Mixroid này cả, nói chung truyền tệp chúng ta cài phần mềm này lên là ok nhé. Chào mọi người, cảm ơn mọi người. Thank you, bye bye. Nhớ bấm nút like và subscribe cho chúng tôi nhé.